Hải Phòng Phạm Ngọc Tuấn bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản do sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang. Phạm Ngọc Tuấn bị bắt tại Sơn La. Ảnh, Công an Hải Phòng ngày 1 tháng 3, Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cho biết trước khi phi tang xác, Tuấn đã lấy hết tài sản trên người nạn nhân Nguyễn Văn Lâm, 25 tuổi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương. Tuấn khai khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 đang ở nhà một mình, thì anh Lâm đi xe máy đến đòi 6 triệu đồng nợ gốc và 800.000 đồng tiền lãi. Tuấn không có tiền trả nên hai bên xô xát và xảy ra án mạng. Tuấn tháo nhẫn vàng, lục ví lấy 6 chiếc điện thoại di động và 930.000 đồng, trước khi cho xác anh Lâm vào thùng phi kéo ra sau vườn, tẩm xăng. Quá trình đốt xác bị hàng xóm phát hiện, Tuấn nói dối đốt quần áo cũ, bỏ trốn lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Tuấn một bán điện thoại của nạn nhân lấy 4 triệu đồng làm lộ phí tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hắn sau đó đổi ý, bắt xe khách đi Sơn La. Rạng sáng 23 tháng 2, Tuấn bị bắt khi vừa tới địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La. Theo nhà chức trách, Tuấn ham chơi, nghiện ma túy. Let's block us. Why?